tại thân. Còn cái mà làm đẹp hay không đẹp á, thì cái đó là mình phải làm nhiều, mình tập luyện nhiều cho cái tại mình nó quen á, mình mới làm nó đẹp được nha. Học nghề thì cũng thay mặt cho cô My gửi cho anh cái số tiền học phí là 15 triệu ha. Anh đếm lại giùm em. Và thông tin với cô bác với anh chị, đây là một anh chủ salon rất là có tâm. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại đường Lý Thường Kiệt thuộc phường Mỹ Bình của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại Hair Salon Nam Trung, nơi mà em Hương, một cô hot girl số Việt Kiều Campuchia trở về đây lập nghiệp. Hôm nay là 2 ngày rồi. Ngày hôm qua thì Hương đã cúng tổ và học việc. Hôm nay thì Hương có khoe với Bùi Hồ cũng như là các anh em rằng là em đã học được như thế này. Và để xem coi tiến độ học tập của em và em có nhiệt tình không, mời cô bác quý anh chị cùng vô đây, cũng như là thay mặt cho cô My ở Mỹ gửi cho anh Trung một cái phần học phí 15 triệu đồng thôi cô bác quý anh chị. Rồi, chào em. Dạ. Em chào Hương nha. Dạ. Em chào em. Ở cái này là mình đang tạo mẫu gì đi hay là sao Hương? Em đang uống ha. Em đang làm gì? Em đang học uống tóc. Uống tóc ha. Dạ. Sao có bị thầy la chưa? Dạ chưa. Chưa. Này là mình uống tóc lên ha. Dạ. Bữa nay là 2 ngày rồi. Hôm qua thì Hương mới cúng tổ để mà học nghề. Kéo tay quá. Kéo tay mà lại xinh gái nữa ha. Nó phù hợp với lại cái nghề mà làm đẹp như thế này Hương ha. Dạ. Thấy sao? Thấy phù hợp không? Dạ, ổn. Ổn. Trời, hơi giỏi trời. 2 ngày qua rồi em đến đây làm thấy nó khó khăn hay là nó như thế nào không em? Dạ, em thấy không khó khăn gì hết, cũng được. Học cũng ổn lắm anh. Nếu một người mới mà nói như vậy là cũng có tương lai ha. Ừ. Nhìn khác á, nhìn Hương khác, khác từ cái mắt kính mang kìa. Mới qua nay mà cầm cái lược thấy nhuyễn quá. Thông tin với lại cô bác của anh chị là cái bộ đồ nghề này á là của Hương á, là được anh Trung tặng miễn phí. Thấy cuộc sống ở đây sao Hương? Dạ vui, thoải mái hả? Thoải mái ha. Dạ. Đặc biệt là ngày nay nghe nói là đi chiếc xe của má nuôi hả? Dạ, chạy xe của má. Rồi có thông báo về cho mẹ trên đó hay không? Dạ có rồi. Ừ, mẹ nói sao? Mẹ nói ghé học rồi mốt làm kiếm tiền nuôi là giúp đỡ gia đình. À, vậy là quá tốt rồi. Chỗ nơi ổn định rồi gì mẹ có mừng không? Dạ cũng mừng anh. Ngày hôm nay mà gặp Hương á là ngày thứ hai thôi, nhưng mà gặp Hương tỉ mỉ nè, rồi cố gắng trong cái công việc làm anh với lại Quý Mạnh Thường Quân là cũng vui đây. Tại vì sợ là không yêu thích thôi, nhưng mà yêu thích là sẽ làm được à. Dạ. Cũng em cũng còn khó khăn, không có phương tiện để đi học á.
Mượn xe có về kiện thì về kiện, còn đi đây đi đó nữa. Nên cũng khó. Muốn mua xe đạp không? Xe đạp về kiện cũng có, mà em chở bé, em đưa bé không được á. Nên em không chạy được. Ngày xưa đi làm là đi xe đạp không à? Dạ. Mà lúc đó mà không lúc có đó, em bé. Lúc đó em bé em gửi gần á, phòng trọ em là em mới trọ là kế chỗ gửi em bé luôn. Là sáng là em đi bộ qua em gửi rồi em đi xe đạp đi làm thôi. Tí xíu nữa thì sẽ nói về cái việc mà bé Hương gửi em bé tiền học phí mỗi tháng bao nhiêu á. Dạ. Rồi mấy ngày nay ăn uống sao rồi? Dạ ăn uống ổn. Học thì mình là học trò nên phải cố gắng nghe lời thầy nha. Dạ. Thầy chỉ tận tình thì mình phải cố gắng. Mấy ngày này ăn nhiều không? Dạ ăn đủ 3 bữa luôn rồi. Đủ 3 bữa luôn ha? Dạ. Mỗi ngày tốn nhiều tiền không? Dạ cỡ 50 ngàn à. Ừ. Em đi chợ chừng 50 năm mấy ngàn là mang nguyên ngày hai mẹ con. Đồ ăn ở đây thì biết mua thì cũng rẻ lắm. Dạ cũng rẻ mà cũng ngon hơn ở chợ. Mình quấn xong mình tháo ra lại hả Hương? Quấn xong cho anh Trung kiểm tra rồi tháo ra lại mình làm bài khác. Làm bài khác ha? Dạ. Hôm qua nay là được mấy bài rồi? Học 3 bài. 3 bài? Bài thứ 3. Anh Trung em làm xong anh Trung. Bài thứ nhất là cái gì? Dạ cũng uống vậy nè, nhưng mà uống từng loại khác nhau á. Bài đầu là em học uống giận. Bài thứ hai là em học uống ớt, với lại uống ớt vô với lại uống ớt ngọn. Còn bài này là uống uống quất với lại quất ngọn. Cái này là em đang uống quất ngọn. À quất ngọn là ở dưới cái đuôi tóc á ha? Dạ nó sẽ quất ra ngược ra sau lại. Một bài như vậy thì em mất thời gian bao lâu để hoàn thành? Dạ cũng gần tiếng. Gần tiếng hả? Đối với em thì cái việc đi học như thế này nó có khó khăn ngoài cái việc phương tiện đi lại á, thì nó có phù hợp với lại điều kiện phù hợp với em không? Dạ em thấy là phù hợp với em. Dạ hả? Dạ. Chỉ có khó khăn là em muốn có phương tiện đi lại. Đó nhờ cô chú giúp đỡ cho em có chiếc xe máy để em đi, với lại em đưa rước con rồi cho nó dễ dàng hơn. Mua chiếc xe cũ được không? Dạ được. Thì cố gắng đi. Thì cô chú mà thấy em học như vậy thì cô chú cũng sẽ ủng hộ đi, không phải là sự đòi hỏi gì hết á, nhưng mà đó là một cái nhu cầu thiết yếu luôn. Tại vì chiếc xe cũ cũng được nữa, chỉ cần có xe gắn máy đi lại thôi. Dạ. Em chở bé cho nó dễ ngồi hơn. Xe đạp thì chở đâu có được đâu. Dạ. Có chở cũng được mà nó chưa biết ngồi á anh. Rồi xe gắn máy sao chở? Dạ nó ngồi trước được. Bây giờ chạy xe nhuyễn chưa? Dạ. Em chạy được. Nhìn xinh gái không? Chúc mừng anh Trung có một học trò xinh gái quá. Rồi đợi xong đợi thầy kiểm tra. Dạ, vậy là mình sáng học với chiều học ha? Cũng chưa nghỉ một tí. Chiều học tới mấy giờ ha? Học giờ em làm xong bài đó là em về được. Dạ. Em về em rước bé được. Để cho thầy là kiểm tra kìa. Dạ. Chào anh Trung nha. Chào anh Trung. Chào anh. Dạ. Rồi, về bài này có phần nào em không hiểu không? Dạ không. Hiểu được rồi ha. Dạ. Thì quan trọng là cái hiểu bài thôi. Còn cái mà làm đẹp hay không đẹp á, thì cái đó là mình phải làm nhiều, mình tập luyện nhiều cho cái bài mình nó quen á. Dạ. Mình mới làm nó đẹp được nha. Rồi, hiện tại thì bài này đẹp ha, chấp nhận được. Rồi giờ tháo tóc này ra ha. Tháo tóc này ra mình đổi cái cỡ cây khác để mình uống cái bài này. Dạ. Rồi mình đổi lấy cái cỡ cây màu vàng, cái cây lớn nhất á. Dạ. Và bắt cái tóc dày hơn để mình uống ra cái bài này. Dạ. Hoàn thành bài này nữa là xong là về đúng không? Dạ, dạ em làm thêm bài nữa là về rước bé được. Thôi cố gắng làm nha, anh sẽ gặp anh Trung một tí xíu. Dạ. Mà tháo ra coi, cho cô bác anh chị coi quấn dữ chưa. Đó.
Tại mình không có thuốc á, mình chỉ ấy thôi. Mình đâu có làm bằng thuốc đâu, mình chỉ làm tóc không à. Nó không có quấn đâu. Nó cũng phần quấn phần nào thôi. Nó quấn nhưng mà ít. Dạ, nếu mà đó, có thuốc thì nó mới quấn. Hay quá ha. Chỉ cần mà đam mê với cái nghề của mình thì chắc chắn sẽ thành công thôi. Thông tin lại một lần nữa thì không nói thì cô bác quý chị không hiểu rằng là sợ bé Hương đi học thì đòi hỏi này kia, nhưng mà đó là một cái phương tiện cần thiết nhất cho cái việc đi học của bé. Nên thành nữ là hiện nay thì cô bác quý chị nào á có quan tâm về cái hoàn cảnh Hương á thì có thể liên hệ với Hương hoặc là Bùi Hồ cũng được, hoặc là anh Một Đồng hoặc là Út Đồng Tháp. Tạo cho một người có một cái cây cần câu hơn là cho họ một cái con cá. Đúng rồi, rất là quý. Bởi vì Hương thì còn đứa con cũng rất là nhỏ, phải đưa đi học mỗi ngày nè, nên cần có cái phương tiện để đưa con đi, rồi Hương sẽ đến đây để học nghề mỗi ngày. Đó là một điều rất là tốt. Hôm qua là cúng tổ xong là học luôn. Dạ. Ở đây có má nuôi là đỡ buồn rồi đúng không? Dạ. Có gì với qua kêu má. Nhưng mà ở trọ thấy ổn không? Dạ ổn lắm. Chín mươi chín phần trăm còn lại là sự cố gắng của em đó. Đây là một cái bộ đồ nghề mà anh Trung mua tặng nè. Này dùng cho bé Hương học thôi. Những cái cây này nữa nè. Mỗi mẫu uống nó có loại cây khác nhau anh. Vậy hả? Mỗi loại khác nhau. Thông tin với cô bác anh chị ngày hôm nay thì các anh em quay trở lại đây, ngoài việc xem bé Hương học như thế nào thì cũng có gửi tiền học phí cho anh Trung luôn. Tụi anh và Mạnh Thường Quân luôn theo dõi đó nha. Là mà Mạnh Thường Quân tụi anh buồn buồn là giận luôn á. Mà dạ, chắc tin tưởng rồi, không bao giờ làm buồn hết. Dạ. Có nói lời gì với Mạnh Thường Quân cô chú gì không? Dạ. Em hứa là em sẽ gắng học và không làm cho mọi người thất vọng về em. Đồ này là má nuôi mua cho hay vậy? Dạ. Má nuôi dắt đi mua. Tiền hôm bữa anh cho em á. Của mọi người cho em á. Má dẫn đi mua rồi em cho tiền. Tại vì cái ngành thẩm mỹ này phải có đồ mới mới được, để cho phù hợp với mấy bạn ở làm ở đây nè. Cũng cần phải trang điểm nhẹ tí xíu để cho nó đẹp lên. Tại ngành thẩm mỹ làm đẹp thì bản thân mình phải đẹp trước cái đó. Đúng không? Dạ. Mình nhìn mình sạch sẽ gọn gàng thì người ta mới đến với mình thôi. Hay ha. Dạ. Đâu còn là một cô bé Hương ở xóm Việt Kiều nghèo nữa. Đâu phải cái nghề nó sẽ thay đổi trong cuộc sống. Hôm nay thì em thấy má nuôi như thế nào rồi? Dạ, má nuôi cũng vậy, cũng bình thường. Thật ra một điều là anh bất ngờ đó là giữa hai người xa lạ với nhau thôi. Chỉ dạ, xem qua mạng thôi. Dạ. Mà khi mà em trở về dùng thứ giác lâm xuyên này thì mới nhận con nuôi một cái là thương ghê luôn á. Dạ, má thương lắm. Thương em dữ lắm á. Đêm nào cũng qua đúng không? Dạ, tối nào cũng qua hết. Qua ngồi chút rồi mới về. Thương con nuôi rồi thương cháu nữa. Cho chơi Trung Thu nữa mà. Mua lồng đèn cho con bé 100.000. Trời ơi trời. Không, nhìn cái kiến, nhìn mấy Hương nhìn hộp ghê á. anh em đeo kiến là em bây giờ là coi như là đẹp gần như hoàn thiện, chỉ còn làm hàm răng thôi. Mà anh nhiêu qua Mỹ nói khi nào có Hương rảnh á, chở Hương đi làm hàm răng luôn. Anh Lê Quân ở nha khoa chị Quỳnh, nhưng mà chắc hơi xa. Bé Hương đi học không biết sao.
Ở đây chỗ mới nuôi cũng có quen phòng răng mà. Có chịu làm răng không Hương? Dạ chịu. Cũng mơ ước có hàm răng đẹp đó mà không dám mơ. Không có tiền nên không dám nghĩ tới. Thật ra thì thấy em Hương đến đây, đến cái tiệm này học thì cũng là hợp chỗ rồi, cho nên thấy khách vô gia cũng rất là đông nè. Dạ. Từ chỗ này thì sẽ giúp cho em sẽ mau thành công, rồi em sẽ để anh Trung nhận lại để làm ở đây, thì lúc đó sẽ có cái mùa thu rồi, lúc đó là đỡ. Dạ, em cũng cảm ơn mấy anh, cũng cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em có được ngày hôm nay. Cái này mới bắt đầu thôi, còn gần một năm sau nữa. Dạ. Một năm sau sẽ khác mà. À, anh Trung xong chưa? Dạ. Vậy em gặp anh tí xíu ha. Dạ, nói em đợi tí xíu cái rồi. Dạ. Anh ngồi xuống nghe quay ngang xuống đúng rồi. Đúng. Rồi cái này nữa anh sẽ cho bé Hương đi gõ thông tin này ra ha. Dạ. Thì nếu mà học phí gì nữa anh sẽ đánh dấu là mình sẽ nhận rồi. Thì phần này anh sẽ giao lại cho bé Hương ha. Dạ. Dạ. Hôm nay thì Bùi Hồ cũng thay mặt cho cô My ở Mỹ á, thì để mà gửi cái phần tiền học phí cho bé Hương. Thì anh Trung là nhận một cái học phí và trọn khóa là khoảng 6 tháng là gần ngày anh Trung ha. Nếu như giỏi thôi 6 đến 9 tháng hả? Ừ, được 9 tháng. Dạ, thì học phí của anh là 15 triệu. Thì đây là được sự hỗ trợ của cô My ở Mỹ. Hôm nay, hôm qua thì Bùi Hồ phải bận công việc ở Hậu Giang á. Ngày hôm nay trở về đây là ngày thứ hai bé Hương học nghề. Thì cũng thay mặt cho cô My gửi cho anh cái số tiền học phí là 15 triệu ha. Anh đếm lại giùm em. Và thông tin với cô bác với anh chị, đây là một anh chủ salon rất là có tâm. Thay vì nhận học phí này á, thì học viên cũng phải đóng thêm khoảng 4 đến 5 triệu tiền những cái làm trên bộ tóc giả đó cô bác anh chị. Thì cái phần này anh Trung biết được rằng bé Hương là một cô gái có một cái hoàn cảnh khó khăn, lại muốn lập nghiệp ở tại chỗ này, nên anh đã đài thọ luôn. Cái hỗ trợ bộ đồ nghề cho em đó. Dạ, trong 2 ngày qua thì thấy học viên có chịu khó để mà tiếp thu không ạ? Cũng được lắm á, cũng chịu khó, cũng cần cụ lắm. Xin anh. Dạ. Đây là bé Hương thì trước đây quen với cuộc sống lam lũ, ăn mặc thì cũng đơn sơ, nên những cái gì mà bên bộ phận làm đẹp của anh á, về cái cách ăn mặc của bé Hương hay là như thế nào đó, thì chắc có thể là nhờ anh sẽ nhắc nhở bé Hương thêm để cho phù hợp với cái gu của các bạn ở đây, tại bên mình là làm đẹp mà. Dạ. Hôm nay á thì Bùi Hồ gửi cái học phí này, thì cái phần hợp đồng đào tạo này á thì bé Hương sẽ giữ cô bác anh chị, tại vì một số thông tin cá nhân đó nên thành thử là các anh em sẽ không thể chia sẻ những cái hợp đồng này cho cô bác anh chị xem ha. Còn bây giờ thì một lần nữa chân thành cảm ơn anh đã nhận bé Hương làm học trò ha. Và có gì á thì cứ xem như người trong nhà, cố gắng chỉ dạy để cho em có một cái nghề để có thể nuôi được con của mình, và sau là đưa gia đình của mình có thể từ Sài Gòn trở về đây để mà lập nghiệp. Cảm ơn anh Trung rất là nhiều ha. Dạ. Anh có nói lời nào không? Thì thấy hoàn cảnh em cũng khó khăn, thì nói chung anh cũng sẽ nhiệt tình với tận tình dạy cho em nó. Hy vọng em nó có được cái nghề để lo cho cuộc sống mình, để lo được cho gia đình. Dạ. Cảm ơn một anh chú hay salon rất là trẻ tuổi và đẹp trai, phải nói là có tầm luôn cô bác anh chị. Thôi thì các anh em cũng sẽ tí xíu nữa mình sẽ chia sẻ về cái cuộc sống nhà trọ hiện tại của bé Hương. Còn bây giờ không làm phiền anh nữa, tại vì rất là nhiều đông khách đang đợi ở đây nè. Ở đây là hair salon Nam Trung ở đường Lý Thường Kiệt đó cô bác anh chị, thuộc phường Mỹ Bình của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang á, đối diện cái trường Lý Thường Kiệt luôn. Cái cô nào mà có muốn làm đẹp thì có thể liên hệ đến anh Trung ngay tại trên đường Lý Thường Kiệt này ha. Còn bây giờ thì chân thành cảm ơn cô Bi, quý Mạnh Thường Quân, xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, anh cảm ơn ha.